Kính thưa các bạn, hôm nay là ngày đặc biệt. Sai thiết bị. Rồi, kính thưa các bạn, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày 5 tháng 1 năm 2019. Tụi bay đi lên đi. Ngày 5 tháng 1 năm 2019, hôm nay đội Chim Lửa ra mắt bộ áo thi đấu mới sân khách với sự tài trợ của trà giảm cân, giảm béo Chesminty. Và sau khi nhận được cái bộ đồng phục thi đấu này, chúng tôi đã đạt một cái thành tích rất là đáng buồn. Và sau đây là lễ nhận giải đáng buồn của đội Phoenix Fire cùng nhà tài trợ Chesminty Music. Yeah! Phải từ từ để em set up lại. Phải từ từ em set up lại cái máy đã. Phải từ từ. Cảm ơn nhà tài trợ. Nhà tài trợ quá.